thân yêu của My Lệ đang có mặt ở dưới Zoom à, buổi tối hôm nay đến với chương trình Yêu Đi Chờ Chi được tổ chức trực tiếp phát sóng trên Bigo Live trực tiếp của IDMC Mỹ Lệ vào lúc 19 giờ ngày 16 tháng 9 năm 2021. Buổi tối hôm nay thì cho phép Mỹ Lệ xin được thay mặt các idol xin gửi đến tất cả các anh chị, các tình yêu của My Lệ lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và may mắn trong buổi tối hôm nay. Và cho phép My Lệ xin được phép giới thiệu các idol khách mời danh dự buổi tối hôm nay. Đầu tiên số 2 là idol Mỹ Oanh và số 3 là idol Kelly Angel và idol thứ 4 là idol Kim Bolero và idol thứ 5 đó là idol Hương Ni. Và ngày hôm nay thì đến với chương trình Yêu Đi Chờ Chi, chúng em tổ chức nhằm tạo ra một cái sân chơi lành mạnh, vui vẻ, hỏi đáp và giao lưu. Vì vậy các anh chị đến đây chúng ta cùng giao lưu và cùng có tinh thần văn nghệ cũng như là tinh thần hỏi đáp giao lưu, thì xin mời các user chúng ta mạnh dạn lên ô số 1 đầu tiên của danh dự để chúng ta cùng giao lưu với các idol buổi tối hôm nay. Và đến với tỷ lệ này thì Mỹ Lệ xin được công bố sơ kỳ cái tỷ lệ của cuộc chơi hôm nay. Đó là một cái trò chơi Yêu Đi Chờ Chi. Và cái chương trình này thì dành cho tất cả mọi người đến đây luôn để cùng tham gia chứ không phải là riêng ai. Và khách mời danh dự nào muốn lên phía trên Mỹ Lệ sẽ mời. Cào phím thì Mỹ Lệ sẽ mời lên trên để chúng ta cùng giao lưu, mỗi user được lên 10 phút. Nếu như giờ nào muốn ở lại thì chúng ta phải gia hạn thêm để ở lại. Và nếu không muốn ở lại thì xuống nhường cái phòng đó cho user khác lên. Và các anh chị ơi, ngay lúc bây giờ thì chúng ta hãy cùng ủng hộ cho tất cả các idol bằng cách chúng ta nhấc cái điện thoại của mình lên và cùng nhau chia sẻ và cùng follow các idol có mặt trên Zoom buổi tối hôm nay. Đó là 5 idol với một cái tem đỏ như thế này, màu đỏ rất là may mắn. Và Mỹ Lệ cũng xin được gửi đến sức khỏe của tất cả các anh chị đang ở phía dưới. Một đêm mình chơi cái chương trình Yêu Đi Chờ Chi thật là vui vẻ, hạnh phúc nha. Và để cho cái chương trình của chúng ta hôm nay nó được thành công rực rỡ hơn nữa thì bắt buộc trong cái tem của chúng ta, cái tem đỏ ngày hôm nay thì gồm 5 idol và mình là MC Mỹ Lệ, thì rất mong sự ủng hộ của tất cả các anh chị ở dưới, các user thân thương đã yêu mến các idol chúng em. Và để lại thể hiện cho cái cuộc thi hôm nay nó được công bằng và thành công thì Mỹ Lệ cần mỗi idol thì chúng ta được 100 đậu để chúng ta được đúng quy trình của cái chương trình ngày hôm nay mới được tính là chương trình của thành công. Hy vọng rằng tất cả các anh ở dưới yêu mến idol thì chúng ta tặng đậu cho tất cả idol trên đây. Và nếu các anh nào muốn có yêu cầu cho idol nào thì chúng ta cũng mạnh dạn trước khi yêu cầu cho idol nào đó thì chúng ta bắt buộc phải lên 50 đến 100 đậu chúng ta mới có một câu hỏi hoặc là một cái yêu cầu nào đó. Tuy nhiên nó không có quá là lố lăng hay là không có gì mà phản cảm cả. Cho nên là hy vọng rằng sự hỗ trợ và đến đây góp vui của tất cả các anh chị, các user ở đây nó là một cái làn gió mới để cho tất cả chúng ta ngay cái tại Zoom của Mỹ Lệ hôm nay gắn kết chặt chẽ các anh chị đến đây. Và bây giờ đầu tiên thì Mỹ Lệ xin được phép mời anh 18, một anh trai, một anh user đầu tiên sẽ lên cái ô đầu tiên để chúng ta cùng giao lưu ạ. Và tất cả các anh chị chúng ta ở dưới muốn lên giao lưu thì Mỹ Lệ xin phép mời tất cả các anh chúng ta cùng comment. Sau đó Mỹ Lệ sẽ lần lượt mời các anh lên, mỗi anh là 10 phút. Chào mọi người nhé. Chúng ta bắt đầu thì chơi. Dạ, xin chào anh 18. Chào chúng ta có thể mở cam hoặc không mở cam vẫn được nha. Chúng ta vẫn có yêu cầu cho idol và câu hỏi hay là hát gì đó tùy. Xin mời anh 18 giới thiệu ạ. Anh ngồi được rồi, anh ngồi được đây. Ok. Thì trong khi anh 18 ngồi ở đó để làm khách mời danh dự buổi tối hôm nay trong buổi đầu tiên thì xin được phép mời số 2 Mỹ Oanh sẽ nói ngắn gọn về cái giới thiệu về ngắn gì của mình, và số 3, số 4, số 5 chúng ta cũng chuẩn bị để chào tất cả anh chị mặt ở dưới. Mặc dù là tất cả mọi người cũng đã từng biết chúng ta rồi nhưng hôm nay đến với cái cuộc chơi như này thì mình cần đi theo trình tự. Xin mời Mỹ Oanh ạ. Hello mọi người, xin chào tất cả mọi người, tất cả các anh và chị trong room hôm